Ăn hạt áp chó rồi nha. Hạt này dính trong miệng hả? Mẹ nó sẽ hạt xong rồi cho tao uống nha. Kín mạch đấy. Một chén nước vào nha, 500ml. Buka trong nồi nấu sữa cho mẹ nha.
Nghịch nào. Buồn. Thơm quá. Nè, bố cá im. Im hơn không nha. Mẹ đổ vào cốc nha. Mẹ một cốc. Cốc nhỏ của bố cá nha. Nhìn màu hấp dẫn quá nha. Đang nóng đấy. Mẹ thấy cái thùy à. Cục. Ăn nóng luôn ạ. Thế mình làm nguội kèm sữa lắm rồi hả? Nóng. Chích quẹt nha. Đi. Sao? Không thích à? Đói quá nha. Cô ca thèm sữa hả? Uống sữa hạt thôi, đúng không? Hút mạnh lên, hơi đặc một chút. Thiêng rất mạnh ạ. Đúng rồi, con cá giỏi lắm nha. Giỏi quá nha. Đang còn mà. Ôi giỏi lắm nha. Ngon hả? Mà sẽ đặc đúng không? Cái hạt nó hơi đặc. No, there. Come on,
Thôi nhá, nghỉ một lát nhá, một lát nữa uống. Mẹ xem này, mẹ xem này nhá. Béo béo của hạt óc chó. No rồi ạ. Thôi nhá. Các bạn nghe. Đúng rồi. Cần hết đó. Đúng rồi, bố ga hút đói các bạn nha. Đây đây. Đây. Ngon nhỉ. No rồi hả? Đã no rồi hả? Chị chơi.